Hôm nay mình hành trình đi độ xe dạo của mình và lại quay vlog cho anh em xem để anh em gọi là giải trí. Thời tiết thì nó cũng đã bắt đầu vào những cái ngày mùa đông giá rét anh em ạ. Đấy. Anh em có thể thấy hôm nay tôi đi làm mặc này 1 2 3 3 lớp áo. Đó. Cho nên là những em nào mà đi học hay đi làm các thứ thì gọi là chú ý sức khỏe rồi ăn mặc ấm vào nhá. Nhất là những anh em chưa có người yêu nhá. Ok, thì hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại gọi là sân vận động của Thanh Oai, Hà Nội anh em nhé, để tiếp tục đi độ xe quay cho anh em xem. Thì hôm nay đây là con xe nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, cái con mà hôm nay chúng ta sẽ thi công. Và con xe này hôm nay độ cái gì thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Ok anh em, trước mắt anh em là một con Jack Aima đến từ Thanh Oai của Hà Nội anh em nhé. Thì hôm nay mình lại có dịp qua đây và lại độ xe dạo và quay vlog cho anh em xem. Thì ok, trước khi vào việc thì mình sẽ quay cho anh em xem một vòng xem là con xe này nó đã có những cái gì và hôm nay nó lắp những cái gì nhá. Đó, thì anh em có thể thấy không? Thì đập ngay vào mắt anh em là một con Jack. Cái bản này là cái bản Jack Aima anh em nhé, yên của nó là yên 2 tầng. Đó, thì chủ xe cũng vào được một số các cái đồ chơi cơ bản rồi, thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem một vòng đã. Đó. Con này thì bộ vỏ dàn áo của nó thì vẫn là dàn áo zin anh em nhé. Vẫn đang đi theo cái màu gọi là đen cam. Đó, phần nhựa đen và phần nhựa cam, đó, nó kết hợp song song với nó. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là giới thiệu cho anh em xem từng cái món đồ của nó. Thì đây, đây là yên 2 tầng em nhé, yên 2 tầng gọi là yên solo anh em. Thường thường cho anh em thấy ở các cái phần dòng phân phối lớn. Và tiếp theo đó là ở đây chúng ta có hệ thống dàn chân trước thì là có fork upside down trang bị zin theo xe. Kèm theo đó là con heo 2 bit. Đó, anh em có thể thấy mâm rồi lốp rồi rè các thứ vẫn zin từ đầu nít luôn. Đó, hệ thống đằng trước thì là hệ thống phanh đĩa anh em nhé. Ok, chúng ta lên trên một chút thì ở trên này thì có một cái cụm đèn, đèn này là đèn zin 4 tầng. Đó, kèm theo đó là đây ghi đông vẫn là ghi đông zin anh em này. Đó, hệ thống công tắc các thứ thì em ấy lắp mỗi được cái móc treo titan. Đó, cái đầu là gần zin hết. Đuôi thì em ấy cắt đuôi anh em nhé. Đó, và đã được nâng gầm. Nâng gầm 2 màu xanh đỏ. Đó, nói chung là cắt đuôi đi nhìn trong bùn đất các thứ, mưa gió các thứ nó rất là bẩn luôn anh em ạ. Đó. Nâng gầm trắng à, xanh đỏ cho cả 2 bên cho xe nó cao hơn. Đó, anh em đừng tưởng là có chắn bùn là không bắn nhá. Ở đây thì em ấy đang chạy một con động cơ này là động cơ vành 10 anh em nhé, động cơ zin theo xe thôi. Đó. Và hôm nay cái món đồ hôm nay chúng ta đắp đó chính là con IC quốc dân, con IC gọi là Votul 80S mà gần đây mình lắp rất là nhiều luôn anh em ạ. Và lắp rất là nhiều trên cho các dòng xe anh em ủng hộ rất là nhiều, cho nên hôm nay mang một phát 3 con đi để lắp một thể anh em nhé. Hôm nay lắp mấy đơn liền anh em ạ. Đó, trên tay mình đang là một con 8S bản trong suốt, mã của nó là 7280S. Đó, con này thì rất thích hợp cho những em nào mà chạy động cơ zin kèm theo 5 bình zin hoặc là anh em có thể lên thêm 6 bình, 7 bình, thậm chí 8 bình, cứ dưới 100V là được anh em nhé. Đó, hôm nay thì lại lắp và quay video cho anh em xem thôi. Đó, còn đây là hệ thống dây của nó này, đây rắc này là rắc điều khiển này, rắc này là rắc chống trộm này anh em này. Đó, và cuối cùng là ở đây chúng ta có rắc động cơ, rắc chuyển đổi rồi cắm đất giữa động cơ cho những cái dòng xe cũ anh em nhé. Đó, còn lại là hai cái con này thì là đơn khác anh nhé, đấy hệ thống ốc. Rồi, cái này thì chúng ta lắp xe khác thì chúng ta để sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lắp cái bộ này vào cái con Jack Aima này anh em nhé. Đó, nói chung là anh em ủng hộ nhiều với cả là đợt này bán con này rất là chạy, rất là hợp lý cho anh em chơi ấy, anh em mà lắp lên xe các thứ thì chạy gọi là ăn đứt cả 50cc anh em nhé. Khách feedback phản hồi lại cho mình là ăn đứt 50cc anh em nhé, còn không phải là mình bốc phét đâu nhé. Ok anh em, thì vừa rồi mình đã quay cho anh em xem cái quá trình mà mình lắp con IC 8S lên cái con
Zig IMA này đó. Nói chung là lắp đặt cũng rất là đơn giản, mình cũng đã làm rất là nhiều video rồi anh em nhé. Nói chung là không có gì khó cả, anh em chỉ cần tháo IC sim ra và anh em cho con IC vào và cứ màu nào tương vào chân đấy thôi đó. Kèm theo đó là một cái dây sau ổ khóa với cả là một cái dây ba dây cùng tay ga, thứ là ok. Lúc đầu mình định cho con IC lên cái phần trên này anh em này, nhưng mà do nó bị cái dây động cơ với dây tín hiệu thứ nó bị ngắn quá, cho nên là mình bắt buộc mình phải cho nó xuống dưới và mình cho cái cục đổi nguồn lên trên. Chứ nếu mà cho được cái cục IC lên trên thì nó lại vừa đẹp như kiểu là cái con mà Zig IMA mà mình độ Vĩnh Phúc anh em đó, cho vào đấy thì nó lại vừa đẹp, nhưng mà đời không như là mơ, cho nên là chúng ta phải bắt buộc phải cho như thế. Nói chung là cho xuống dưới thì nó cũng khoảnh gì cả, mình đã nhét gọn các thứ rồi, tí nó cho cúp vào các thứ là đóng là vừa như in thôi đó. Bởi vì là tại cái dây động cơ với cái dây pha của động cơ thứ nó bị ngắn quá, mình không thể nào mà kéo với lên trên được. Đó, lại đấu nối tiếp cái thứ thì nó lại không bền, với cả nó không chắc chắn cái thứ, cho nên là mình chỉ còn cái phương án là cho lên cho cục đổi nguồn lên trên và cho IC xuống dưới đó. Nói chung là cắm rắc chiếc cái thứ là đầy đủ ok, anh em chỉ cần cấp ba cái dây tín hiệu của tay ga với cả là một cái dây sau khóa là cái dây mà tím sọc trắng anh em đó, thế là ok luôn, có vấn đề gì đâu, thế là ga là chạy thôi đó. Đó thì anh em mình sẽ nhét cái cốp vào trong này, nó là ok xong. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let. Bây giờ tôi sẽ test cho anh em nghe cái tiếng động cơ mà con động cơ zin của Zig IMA khi kết hợp với con IC Votul 80S chạy 5 bình 60V anh em nhá. Cái tiếng của nó thì cứ gọi là lọc cọc thôi rồi luôn anh em nhá. Ok anh em, lắp xong xe rồi, bây giờ mình sẽ đi test thử một vòng xem nó như thế nào, ổn định các thứ thì mình sẽ gọi là giao cho chủ xe nhá. Xe ok rồi anh em ạ, đi nói chung là rất là bốc đó, nhưng mà tình hình là xe này nếu mà muốn bốc nữa thì anh em phải lên thêm bình với cả là anh em phải sạc căng điện, chứ còn nếu mà bình nó yếu ấy với cả điện nó sụt ấy thì là cái xe này nó sẽ chuyển sang cái chế độ gọi là bảo vệ động cơ với bảo vệ bình, cho nên là nó sẽ giảm hiệu suất đi đó. Thì bây giờ lắp xong xe rồi, bây giờ mình sẽ thanh toán các thứ xong rồi đi lắp đơn tiếp theo để quay cho anh em xem nhá. Ok, 2000 years later. Đây anh em ạ, có xe mà hôm nay đơn ở Khói Châu Hưng Yên, và chi tiết là hiện tại mình đang có mặt tại đền Dạ Trạch. Đây, đấy, mình quay cho anh em xem này. Anh em nào ở khu vực này thì cho mình gửi một lời chào đến anh em và vào xác nhận của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình có hẹn với một thằng cu em ở đây lắp cho nó một con IC Votul. Đây, vẫn là con Votul đó anh em nhá, vẫn là con Votul 80S, bản trong suốt, mã số là 7280S đó. Vừa nãy mới lắp một con ở Thanh Oai xong, bây giờ lại tiếp tục lắp một con nữa vào trên con xe này. Thì mình điểm sơ qua con xe này thì nó cũng khá được một vài các cái đồ rồi. Thì anh em có thể thấy ở đây chúng ta có một chiếc gắp. Gắp này là gắp dạng kiểu mới đích. Đấy, gắp nhôm, sơn chrome đỏ này. Bánh này thì là bánh 800W 60V này. Size lốp là 90-90, vành này vành 12 nhá, lốp Sobek. Đó, thì anh em thay cái gắp này thì anh em phải đổi sang phanh đĩa. Nhưng mà có lẽ là chủ xe vẫn chưa lên được phanh đĩa, cho nên là vẫn để phanh cơ đây anh em này. Dây dợ các thứ thì nó vẫn, bởi vì nó không có cái pad giữ ở đây để ấy phanh cơ. Nếu mà chế thì vẫn chế được anh em nhá, chỉ cần khoan lỗ ở đây xong rồi chế một cái pad ở đây giữ cái phần này này. Đấy, và bắn vào đây là được.
Ok, tiếp theo đó thì xe. Ở đây xe thì chủ xe đã dán được một bộ tem hổ anh em này. Đó, một bộ tem hổ. Rồi. Một bộ gác chân Asizo màu vàng, nhưng mà theo thời gian thì ốc yếc các thứ nó cũng han gì hết rồi này. Đó, phuộc thì phuộc đỏ nhá. Mã số là MZ2112 đấy. Đằng sau thì em ấy đã gọi là tháo hết cả chắn bùn, chắn biếc, bắt biển các thứ đi, và thêm ở đây một vài con cúc áo. Thì không biết là hình như là xe này là xe zin của nó là hai phuộc à? Ờ, xe zin hai phuộc thì nó còn hai cái tay này, này. Em đã về một phuộc ở giữa này. Đấy, nếu mà về một phuộc giữa thì anh em chỉ cần thay gấp và thay một hàn một cái con một cái tai ở phần dưới này thôi. Đó. Đó, gác chân này. Chân trống thì là chân trống quốc dân Racing Group rồi. Đó, ghi đông thì em đã lên được một bộ ghi đông Trung Quốc 28mm màu đen, cụp nâng màu vàng và một vài các cái món linh tinh thôi. Đó, bên này thì còn không có bao tay này anh em này. Đó. Còn hệ thống phanh dầu này thì là phanh dầu trước, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy không, dầu nó gọi là bình dầu đen xì luôn. Cái này là nó bị ấy về trong rồi, con heo rồi. Xi nhan đằng trước thì là xi nhan mũi tên này. Đó, dán cho đen và nhồi vào đây là một quả U7 này. Đó, nói chung là thời tiết rất là lạnh cho nên là mình đang review rất là lạnh luôn mà của Winix. Đó, bây giờ thì mình sẽ lắp cái con IC này vào cái phần xe này cho chủ xe nhá. Bắt đầu thôi. Anh con sửa lốt. Anh lỗi em lại cái dây. Ok chưa? Ừ, ok. Ok anh em nha, thì vừa rồi mình đã lắp xong con 8S lên trên xe cho em ấy rồi. Nói chung là lắp đặt thì cũng rất là dễ dàng, bởi vì là em ấy cũng đã độ sẵn 6 bình lên rồi. Mình đến mình chỉ cần lắp vài cái dây vừa cắm các thứ là ok thôi. Nói chung là tình trạng hiện tại của nó là dây dợ các thứ thì đây. Cái ông độ xe cũ lần trước làm quả dây điện này các thứ mình cũng không đang hơi hoang mang không ấy được, nhưng mà chủ xe bảo là chủ xe về sửa đi nốt đấy, chỉ book mình đến là để lắp IC đây, IC mình lắp xong rồi đấy, các thứ rồi, bây giờ chạy ok hết rồi đó, bây giờ bàn giao lại cho chủ xe rồi chủ xe về rồi gọi là thay lại hết toàn bộ dây bình các thứ, chứ mình đi như thế này cũng hơi nguy hiểm. Với cả là cái automat này nếu mà có điều kiện mà anh em thay cái át cao A hơn, ví dụ như kiểu tầm khoảng 50-80A các thứ thì ok, chứ còn át này, át zin của xe thì nó vẫn không chịu được tải đấy. Anh em đi lâu tốc độ cao các thứ thì chắc chắn rồi, nổ và cháy là điều chắc chắn. Cả cái dây điện này nữa nếu mà về mà không đi lại hết các cái dây to với cả dây chịu tải chịu nhiệt ấy thì đi một thời gian kiểu nóng nữa các thứ nó sẽ chảy, nó chập và nó nói chung là nó nhiều hệ lụy lắm đó. Cho nên mình vừa mới bảo chủ xe rồi thì cái đấy thì chủ xe về khắc phục. Còn bây giờ thì có lẽ là mình xin dừng video tại đây và gọi là trở về Hà Nội. Hẹn anh em ở các video và những con xe tiếp theo nhá.